Xin chào anh em, hôm nay sẽ tiếp tục cái series đóng pin. Mình sẽ đóng tiếp một viên pin cho hệ năng lượng mặt trời mini nhé. Hoặc là anh em dùng pin lưu trữ làm cái gì cũng được. Mình sẽ sử dụng 8 cell pin lithium sắt phốt phát, pin Goodsend này. Cái này là pin LiFe PO4, điện áp bình thường là 3,2V, điện áp khi đầy là 3,65V, cái size của nó là 46160, dung lượng là 22Ah một viên. Mình sẽ đóng thành hệ 4S 2P sẽ cần 8 viên. Như vậy nó sẽ thành hệ 4S là 12,8V và dung lượng là 44Ah. Khi đầy nó sẽ là 14,6V. Cái viên này mình mua 160.000. Cái bộ gông pin này mình sẽ cần 8 cái. Đây mình ghép 4 cái vào chỗ này. Lẻ ra nó sẽ như thế này. Mình sẽ cần thêm một cái mạch để sạc xả. Mình dùng cái mạch sạc xả 300A này. Cái mạch này nó không có cân bằng, vậy nên mình sẽ sử dụng thêm một cái mạch cân bằng chủ động. Đây, Flying Capacitor Balancing này nhé. Với cái mạch này nó sẽ cân bằng trong quá trình sử dụng sạc xả, pin của bạn sẽ bền hơn. Rồi, một mạch sạc xả này, mạch cân bằng chủ động. Thêm những cái cầu nối này. Như vậy chúng ta sẽ cần 8 viên pin này. Cái pin này là nó xả tức thời nhé, là 10C tương đương với 220A. Còn xả liên tục sẽ là 5C tương đương với 110A. Ở cái bảng này nhá, mình sẽ dùng cái gông trước. Sau đó nếu mà vừa tìm cái hộp nào nhét vào sau. Mình sẽ đo thử nội trở của nó luôn. Pin mới nhưng mà cứ đo cho chắc anh em ạ. Vì là cái này nó thiết kế phù hợp với pin 18650 nên mình sẽ tháo ra. Cầm giờ như thế này anh em, cắm nó vào. Cái này cắm nó hơi khoai này, không biết nó có cao lên không. Mình sẽ cố dí chặt nhất để cho nó chuẩn. Đây, chạm vào đây. Mạnh vào này. Đó, nội trở của nó là 1,35mΩ. Ui dồi, siêu ngon luôn anh em. Điện áp là 3,3328V. Mình sẽ đo lại này. Thử ấn vào bên giữa, bên này lệch một tí. Giữa này xem nào. Giữa này thì không được. Giữa này là nó không vào cái kim này. Cái kim này mới chuẩn này. Mình thử một cell nữa xem nào. Cái này là 2,02mΩ, vẫn cực kỳ ngon luôn anh em. Viên này là 2,21. Rồi. Không cần đo nữa, đủ biết nó xịn thế nào rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ xếp nó vào. Chúng ta sẽ để xem cái này. Cái mạch ở đây, B trừ bên này, mình quay lên, B trừ thế này. Thì chúng ta sẽ để cực âm bên này, cực dương đầu tiên bên này nhá. Mình sẽ dùng cực dương ở đây, mắc nối tiếp hai cái này vào. Ở dưới này sẽ mắc nối tiếp cả bốn này vào luôn. Nó sẽ truyền lên trên này. Nối tiếp khu này vào. Nối tiếp khu dưới này vào. Và cực âm ở đây. Cái mạch mình sẽ để bên này. Đó, nó khoảng này. Cực âm B trừ vào đây. Mình dùng những cầu nối đồng này. Cái cầu nối đồng này mình khá nhiều anh em ạ, nên mình kết nối như vậy cho nó khỏe luôn. Ở đây kết nối qua nhau rồi này. Nhưng mà dư cái cầu nối đồng cho vào cho nó cực kỳ khỏe. Như vậy cơ bản mình đã kết nối xong 4S và 2P cực kỳ nhanh gọn anh em ạ. Những cái loại mà không cần hàn, dùng cầu nối với gông pin này thì nhanh cực kỳ.
cực dương này, xuống đây nối tiếp, lên đây nối tiếp, xuống đây nối tiếp, cực âm. Đó, mới mua được cái đồng hồ này mà nó có giọng nói luôn. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái mạch cân bằng này vào chỗ này. Cái này là phích thủy tinh, chịu nhiệt, chống cháy các kiểu nha. Cách điện. Mình dùng đầu cốt này nhá để kết nối jack cân bằng pin vào đây luôn. Như vậy mình đã lắp xong cái mạch mạch sạc xả này, đi dây cân bằng cực kỳ gọn luôn em, dây tàng hình luôn. Tiếp theo là cái mạch cân bằng chủ động, mình sẽ gắn ở chỗ này, dây lại luồn vào trong này, đi cho nó gọn gọn tiếp.
kiểu gì có nhiều anh em thắc mắc là tại sao mình không mắc cái dây của cái mạch bằng chủ động này kẹp chung vào cái đầu cốt với cái mạch sạc xả này mà tại phải đi hàn này. Cuộc sống mà anh em, ai chả có lúc bị quên. Cái lúc mình làm cái mạch này anh em ạ, ngồi làm hí hoáy luồn dây luồn dích các kiểu, làm xong thì mới nhớ là quên bố cái mạch này, cay vãi. Bây giờ lại phải đi hàn lên trên cái chân của cái cốt này, điên thật chứ. Đang buồn đây, làm thì rõ đẹp rõ gọn rồi, nói chung là cái này lại phải để lòi ở trên này một xíu, nhưng mà đang mình hàn cố gắng cho nó gọn nhất có thể. Đấy, vẫn như kiểu là bấm đầu cốt luôn anh em ạ. Rồi, cái mạch này nó báo đan anh em ạ, đang chạy này. Đi dây gọn nhất có thể rồi anh em ạ, không còn kiểu gì nữa luôn. Cơ bản đã xong rồi. Bây giờ cần cấp B trừ vào đây. Lấy cổng P trừ và cực dương ở đây là có thể sử dụng được anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cân bằng nó nhé. Dùng máy cân bằng. Gỡ ống jack này ra. Mình sẽ cắm vào cái rào cắm này. Đó, đen là B trừ này. Sẽ đến B1, B2, B3, B4. Ở trên máy đã nhận này. Tổng hiện thế là 13,33V. Nó lệch là 0,009. Bây giờ đây có 4 cell này, chúng ta bấm cân bằng một phát là chạy. Đấy, nó sẽ cân bằng về cái mức 3,328. Cái đang chuẩn này, bây giờ bắt đầu nó chạy lên xuống, nó vừa có thể fix luôn lỗi của pin. Rồi, sau 5 phút nó đã cân bằng anh em ạ. 3,328. Mình sẽ tút ra, cắm lại vào đây. Cắm lại jack cân bằng này luôn. Bây giờ mình sẽ làm một dây nối B trừ này và cực âm của pin P trừ này để sử dụng này, và cực dương sử dụng ở đây, sạc xả ở chỗ hai cổng này luôn. Mình dùng dây 10AVKG này. Cái dây này chịu nhiệt, chịu tải đến 200 độ C luôn. Như vậy cực B trừ mình đã kết nối vào pin này. Bây giờ chúng ta chỉ cần một cái P trừ và B cộng ở đây để dùng thôi, sạc xả luôn. Tùy các bạn cho vào hộp hay cho vào vị trí nào nhá, thì chúng ta đấu dài ngắn thế nào. Mình sẽ làm ví dụ dài đây một xíu thôi để mình dùng. We'll be right back.
mình dùng thêm một cái mạch báo dung lượng này. Cái mạch báo pin này cực âm mình hàn vào đây, cực dương mình hàn luôn vào cái jack cân bằng này cho nó tiện luôn anh em ạ, đỡ phải luồn dây. Như vậy cơ bản đã xong nguyên pin. Tùy anh em thích cho vào hộp hay để vị trí nào cũng được. Mình thì để trần trụi như thế này ở phiên bản này. Đây, ví dụ anh em có những cái hộp như thế này. Đó, chúng ta có thể bỏ vào đây, phá vừa luôn. Sau đó dùng cái cọc đồng. Đây, những loại cộng đồng như thế này. Hoặc là cái bản nhỏ hơn. Các bạn sẽ kết nối ra ngoài này. Đấy, như thế này là được. Sau đó dùng một bộ quai này gắn lên trên này là xong anh em ạ. Có một cái viên pin sách tay cực kỳ hot. Nhưng mà ở bản này mình sẽ để nó trần trụi như vậy. Hôm nào mình sẽ gắn vào sau. Để sạc pin, mình sẽ dùng cục sạc 4S 14,6V 10A này. Với cái viên pin 12V 44Ah này, để làm bộ năng lượng mặt trời mini, chúng ta chỉ cần một cái sạc tầm 20A. Cái này là cái sạc MPPT 40A này. Đây, cái này 12-24V auto và 40A. Mình chỉ cần một cái 20A thôi là phù hợp. Đó, cái này sạc 20A này. Rồi, như vậy chúng ta đã có một khối pin lưu trữ mini 12V 44Ah này cho một hệ điện năng lượng mặt trời. Mình dùng cái sạc MPPT này. Chúng ta có thể set pin ở đây, nó sẽ tự động sạc. Đó. Các bạn có thể chọn này, chọn loại pin, chọn ắc quy, pin gen các thứ. Mình sẽ để lithium. Khi chọn trong lithium này, các bạn có thể chọn được là hệ 12 hoặc 24V. Đây, 12 24 này. Còn mình là 12V. Chúng ta sẽ bấm tiếp. Lithium có muốn chọn này thôi. Rồi xong, ta sẽ bấm nút này 3 giây để trở ra ngoài màn hình chính. Trên này nó sẽ có cái đèn này, năng lượng mặt trời, pin, loát này. Và báo lỗi nó sẽ nháy đèn ở đây, nhưng đây không có lỗi gì cả. Hoạt động bình thường, chúng ta bấm loát này, nút này ra. Đó, nó sẽ ra một cái hình tải ở đây. Đấy, cổng loát các bạn có thể dùng ở chỗ này. Hoặc là dùng trực tiếp ở hai cái cổng pin này cũng được. Cái này sẽ cực kỳ dễ dàng anh em ạ. Đa số bây giờ nó auto hết. Chúng ta có thể dùng tất cả các thiết bị điện 12V với tấm pin năng lượng mặt trời. Và cái bộ pin này cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Ui anh em thấy quạt này nó mạnh như thế nào. Rồi, mát luôn. Chúng ta có thể dùng thêm một cái inverter loại 12V 1600W này, công suất thực của nó là 800W. Với cái inverter này nó ăn trồng hơi cao. Chúng ta nên đấu trực tiếp vào cổng out của viên pin kia, không cần đấu vào cổng loát của cái bộ sạc năng lượng mặt trời này anh em ạ.
Như vậy hôm nay mình đã đóng xong viên pin loại 12V, hiệu ứng thế khi đầy của nó là 14,6V, dung lượng là 44A anh em ạ. Với viên pin này, đây nhá, chúng ta có thể dùng cho một bộ điện lưu trữ năng lượng mặt trời mini. Cụ thể là mình dùng cái sạc năng lượng mặt trời MPPT20A, một tấm pin thanh lý 440W này. Có thể dùng bóng đèn loại 12V này, quạt cạp bình 12V, quạt điện 12V, có thể nấu cơm hoặc đun nước các thứ. Khi qua một cái inverter, anh em nhớ nhé, khi muốn dùng điện 220V chúng ta bắt buộc phải có một cái inverter và một cái inverter xin chuẩn anh em nhé. Với cái pin này, pin lithium sắt phốt phát, sử dụng những cell pin LiFe PO43,2V này, nó có số lần xả nạp cực kỳ lâu luôn anh em, chắc phải tầm độ 2-3.000 lần, bền hơn ắc quy cực kỳ, gọn nhẹ hơn nữa. Hẹn lại anh em video sau nhé.